chương trình là gửi tiền gì thì Út kêu lô tô cho cả nhà mình vào xem. Nếu mà hoàn cảnh nào khó khăn thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại 038 37 35 235, thì cần Út quay video để đăng lên cho mạnh thường quân nào mà có lòng hảo tâm và có tấm lòng vàng giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn thì hãy liên hệ với Út Sinh TV nhé. Hôm nay Út cũng chuẩn bị làm món gì đây, mời cả nhà mình cũng theo chân với Út xuống bếp nha cả nhà. Đây, Út Sinh cũng được mấy cái con cua cả nhà ơi. Cua bây giờ không phải như hồi xưa, cỡ lớn lớn là người ta bẻ hết cả nhà. Ta bẻ que ra hết, ta lặt que bỏ hết, người ta chừa có cua rủi rủi thôi. Bây giờ thời nay cả nhà nhìn thấy không? Cọng dây gì mà lớn, nó lớn hơn con cua nữa. Cái này thuộc gì một ký cua, một ký dây luôn cả nhà. Nhìn thấy trói dây thấy ớn chưa? Ôi, bây giờ không biết làm món gì đây nữa nè. Út một đứa thì nó đòi luộc chấm muối tiêu chanh. Cái con này là con cái so nha cả nhà. Một đứa thì đòi nấu canh chua. Bây giờ không biết làm gì đây. Đây cái so nè cả nhà. Cả nhà muốn xem cua chắc không chắc thì mình nhận cái yếm này nè cả nhà. Nhận nếu thấy nó cứng nó không xuống là cua này rất là chắc nha cả nhà. Còn nếu mình nhận vậy là nó xuống mềm là cua đó nó có nước, nó không ngon nha. Cua này tuy rằng nó bị thương binh á, nó gãy càng á, nhưng mà nó rất chắc. Con này là con cua đực nè, cua y, ta gọi là cua y, nó cũng chắc nè cả nhà. Đừng có quấu tôi. Bén. Quấu. Nè cái này cái so luôn nè cả nhà. Trời ơi, nó cứng ngáp luôn. Quá trời. Cộng dây quá trời cộng dây luôn. Bây giờ Út sẽ tiến hành chuẩn bị nấu món này nha cả nhà. Mời cả nhà mình cùng theo chân với Út. Cả nhà xem video nhớ cho Út xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để Út có nhiều động lực ra nhiều video tiếp theo nha cả nhà. Đây Út làm nãy giờ cũng sắp xong nha cả nhà. Còn chút xíu nữa xong. Cái này Út cũng làm sạch sẽ, rửa sạch xong cái Út cắt ra nha cả nhà. Cái gạch đó thì mình móc để riêng ra. Đây là cua này nó cũng muốn cốm rồi cả nhà, nó muốn hai da rồi. Một chút xíu nữa cái càng mình để nguyên thì nó không có thấm ngon đâu. Út sẽ đập ra cho nó dập chút nó mới thấm gia vị nha cả nhà. Đây bốn con cua của Út cũng đã làm xong nha cả nhà. Mình làm xong cái mình lặt mấy cái gì người ta gọi cái gì mà hồi xưa mà mấy đứa nhỏ mà ưa đáy dầm á, mấy ông bà hồi xưa cũng ngộ ghê, nó lấy cái đó cho mấy đứa mà nhỏ nhỏ thường đáy dầm á ăn, nó không có đáy dầm cả nhà. Út coi coi bốn con cua được mấy cái càng, 1 2 3 4 5 6 cái càng. Bốn con cua mà có 6 cái càng ngộ ghê ha cả nhà. Nói chung ra không phải vậy đâu cả nhà ơi, tại vì cái con cua này á biết sao không, nó bị thương binh. Thương binh là người ta gọi là cái cua mà nó bị gãy càng á, người ta gọi là cua dạ, mấy người ta bán cho mình rẻ. Chứ nếu mà nó có đủ càng đủ que là con cua này là từ 300-400 ngàn ký nha cả nhà. Con này Út chỉ mua 1 ký có 150k thôi cả nhà. Đây là gạch nè, Út móc để gạch riêng ra nha cả nhà. Bữa nay Út sẽ làm món cua ramen nha cả nhà. Út mời cả nhà mình cùng xuống bếp làm món cua rame, gồm có là tỏi băm, chủ yếu là có me nha cả nhà, me và nước mắm. Đây là bột ngọt, đường, chủ yếu là nước mắm ngon, không thiếu nữa là cái gì, dầu ăn. Rồi Út mời cả nhà mình theo chân Út xuống bếp. Út sẽ tiến hành bắt bếp lên nha cả nhà. Đó, bắt lửa lên.
Khi nào chảo mua thật. Sorry cả nhà. Cái điện thoại nó bị nặng quá nó lật. Chảo nóng Út xin cho dầu ăn vào nha cả nhà. Khi dầu ăn sôi á, Út cho tỏi băm vào nha cả nhà. Đây tỏi Út cũng đã băm sẵn. Khô quá thôi. Mới giai đoạn đầu là thấy hấp dẫn rồi cả nhà. Thơm cái mùi tỏi bầm quá. Đây là bình thủy nha cả nhà, nước bình thủy, nước sôi bình thủy. Thơm quá cả nhà. Sau khi chờ đợi tỏi cho nó vàng cả nhà, Út xin sẽ cho nước sôi trong cái bình thủy vào tô me này nha cả nhà. Mình ngâm khoảng 10 phút để cho cái chất nước me nó ra cả nhà. Rồi sau khi hành phi của Út cũng đã vàng cả nhà, Út cho cua vào. Quá đã quá đã. Cái càng cua á, mình lấy tấm thớt cua dao á, mình đập cho nó dẹp dẹp ra cả nhà, cho nó thấm gia vị nó mới ngon nha. Chứ mình để nguyên càng thì nó không thấm gia vị, ăn ở trong ở ngoài thì nó mặn, ở trong thì nó lạt nhất ha. Cho nên mình lấy thớt hay chày gì đó, hay cán dao gì đó mình đập cho nó dẹp dẹp. Quá thường rồi cả nhà. Út sẽ để đó để Út dặm me này nha. Me này me của Út cũng tự làm nè. Bữa hổm làm cái clip lột me mà quên chưa có đăng nữa cả nhà. Me trái á, mình thấy me trái gì cái mình lột cái mình bóp với muối để dành ăn được lâu. Cả nhà thấy không, Út làm giúp mấy bịch luôn nè cả nhà. Me nè, lột me chín á, me chín mình bẻ trong cây cứ mình về mình lột, lột xong cái mình trộn với muối hột á, cái đem ra phơi có hai nắng cả nhà ơi, nó đỏ lòm. Ở cái này mình ăn quanh năm suốt tháng nó không hư nha. Cua cũng đã săn thịt nha cả nhà. Út cho nước mắm vào nha. Một chút nước mắm ngon vào cả nhà. Thịt khói lên rồi. Rồi sau đó mình sẽ cho đường. Gam me thì mình cần đường nhiều chút xíu, chua chua ngọt ngọt nó mới ngon nha cả nhà. Bột ngọt thì mình cho ít thôi. Trộn lại cho nó thấm nhiều gia vị nha cả nhà. Thì theo
khẩu phần của mỗi gia đình ăn gia vị á, ngọt mặn chua gì đó, còn út thì có khoái ăn ngọt ngọt quá thơm luôn rồi cả nhà. Xào để cho nó thấm gia vị xong xuôi hết, út sẽ cho nước sốt me vào. Cả nhà ơi, nhìn thấy rất là ngon luôn nha cả nhà. Đây nó cũng thấm gia vị nha cả nhà. Còn nước sệt đó, út cho gạch vào nha cả nhà. Gạch này út móc để riêng nè. Giờ mình cho gạch vào. Cho gạch vào để cho gạch nó thấm gia vị nha cả nhà. Mình không có sử dụng nước màu cả nhà. Cái này là cái màu tự nhiên của con cua luôn nha. Rồi cũng đã cạn luôn cả nhà. Còn nước sệt nè, cũng cho me vào. Đây là nước sốt me nè cả nhà. Cũng cho me vào nha. Út để hột me luôn, tại vì út khoái ăn hột me cả nhà. Hột me mà vô đây thì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt á. Rồi mình sẽ tiến hành mình đun nha cả nhà. Đun tới khi nào cạn mình ta sẽ tắt bếp thôi. Rồi mình nấu lại là nó sẽ thấm gia vị thôi. Đó thôi. Rồi chảo cua game của út cũng đã cạn cả nhà. Út xin tắt bếp nha. Đó ngon cả nhà. Chỉ chút nước sệt nó ngon. Wow, hấp dẫn chưa? Cái màu của gạch cua nha cả nhà, màu tự nhiên, màu của me, quá ngon luôn nha cả nhà. Tại biến sau gam nó hơi ấy chảo không, tại vì mình cho đường nó hơi nhiều chút đó cả nhà. Tại vì cái này mình phải sử dụng đường nhiều, tại vì nó có chất chua, me chua với đường nhiều vô nó mới ngon nha. Cả nhà nhìn xem rất ngon nha. Đây cả nhà, út xin cũng mời cả nhà cùng ăn cơm với út nha. Bữa cơm trưa một món là bữa nay. Làm muốn mệt quá, sớm tới giờ làm cua nó cũng cực á. Cả nhà, cùng ăn cơm nha. Quá trời mệt, đổ mồ hôi luôn bữa nay. Ngon, chua chua ngọt ngọt. Có lần á út lấy cái đồ lược á, út lược lấy hột me bỏ, nhưng mà cái hột me này nó vô trong này nó vừa béo mà nó vừa chua chua ngọt ngọt cả nhà. Mình để luôn, ăn rất là ngon. Cái cà cua nè cả nhà, mình đập ra sẹp sẹp.
thấm. Chứ mình để nguyên nó không có thấm gia vị nè, thấy không? Đập ra nè cả nhà. Nó thấm nè. Còn ở nhà đi, mình còn làm được 2-3 món rồi nấu canh rồi, không có ai ở nhà ốp dĩa ăn. Trứng hột vịt ốp la ăn cũng no khôn. Cả nhà nhìn thấy cua nó chắc nè, nó muốn cuốn luôn cả nhà. Ta gọi là cua hai da là nó muốn lộ quá. Cả nhà nhìn xem nè, quá trời thịt luôn nè. Trời ơi, nó ngon. Nhanh không cả nhà? Nhanh mà Út đói bụng nó run tay luôn á. Quá mà nó đã được video cũng đã khá dài. Út cũng xin tạm ngưng video, hẹn cả nhà gặp lại với video sau. Cả nhà xem video đừng quên cho Út xin một ngón tay đẹp nha, và một chia sẻ. Cả nhà nhớ bấm chuông để nhận được thông báo với video tiếp theo. Út cũng xin chân thành cảm ơn hết tất cả cô chú bác, anh chị em và các bạn đã luôn quan tâm và xem video. Video tuy không có hấp dẫn mấy nhưng vì cuộc sống của gia đình vlog nên mỗi ngày thì Út chia sẻ cuộc sống của Út hàng ngày. Ăn món gì thì Út sẽ chia sẻ cho cô chú bác cùng xem. Nhờ cô chú bác yêu thương ủng hộ và xem video và bấm like cho Út, cảm ơn rất nhiều. Và chúc tất cả cô chú bác luôn lúc nào cũng nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui hạnh phúc, mọi điều thành công tốt đẹp. Bye bye cả nhà.